review cho anh em máy hàn Magatep, là một trong những dòng máy công trình. Nếu như anh em đang muốn lựa chọn một cái máy công trình thì đây là một cái giải pháp mà anh em có thể lựa chọn đến kỳ thương hiệu Magatep, dòng máy chuyên công trình 3 ly 2 và 4 ly chuyên nghiệp. Thì ngay bây giờ mình sẽ khui cái máy này ra xem thử là máy sẽ có những cái phụ kiện gì đi kèm anh em nhá. Thì trước mặt anh em đây là một chiếc hộp đựng máy đến từ thương hiệu của Magatep nhá. Này thì nó sẽ có là model là ZX7 250D, MMA 250D anh em nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem máy bên trong nó sẽ có những gì đi kèm. Magatep vẫn sẵn cho mình một cái logo đến từ thương hiệu của Magatep, kèm theo cho mình là một bộ dây, dây dài 3m, 2m, dây đồng 100%, dây xịn nhá, và kẹp mát, kẹp hàn đi kèm. Và đây là chiếc máy hàn đến từ thương hiệu của Magatep, được đóng gói khá là kỹ anh em nhé. Ok, máy này Magatep là dòng máy nội địa của Đài Loan, dòng máy xuất khẩu các nước châu Âu trên thế giới nhé. Magatep thì mọi người thấy là đây, nó tay nắm thì in chữ thương hiệu Magatep nhé. ZX7 250D, con này thì được cái sử dụng điện 220 và có thể sử dụng điện 380V, tức là sử dụng điện 3 pha cho anh em đi làm công trình luôn. Sau này có một cái quạt tản nhiệt nha. Đây có đồng hồ hiển thị dòng điện, đây là chỉnh vôn, chuỗi hàn cọc lớn nha, đến từ thương hiệu của Magatep nha mọi người. Và máy này thì chuyên công trình 3 ly 2 4 ly, máy có cấu hình như sau, mình cũng đã gắn sẵn cho anh em rồi ạ. Đây là máy đi kèm có 4 tụ nha, tụ cực kỳ lớn, tụ là 400V và 470 microfa, là máy đi kèm có 4 tụ, sử dụng là 3 bo và sử dụng với 4 con diode và 4 con IG. IG của nó lên đến là 25T150. Xin lỗi mọi người nha, 25T là 120. Cho nên là cái sử dụng với những con IG công suất lớn như thế này thì nó chuyên 4 ly và 3 ly 2 công trình. Máy được thiết kế cho mình những cái cuộn kháng bằng dây đồng rất là bự nhá, cực kỳ lớn luôn ạ. Mọi người có thể thấy là cuộn kháng của dây đồng nó rất là dày, và những cái thanh nhôm tản nhiệt của nó là rất là dày và nhiều anh em, để khi mà mình sử dụng máy nào sẽ không có nóng máy nhá. Mọi người thấy không ạ? Máy của Magatep là hầu như là đầy đủ phụ kiện, cũng như là hầu như là full option luôn. Máy thiết kế 3 bo, được chưa? Và con máy này nó có trọng lượng lên đến là 4,8 kg. Trọng lượng của máy này là 4,8 kg nhá. Đó, thì khá là gọn để cho mình đi công trình. Và ngay bây giờ thì mình sẽ test máy này với hàn que đũa 3 ly 2. Hàn que đũa 3 ly 2 thì mình sẽ để với dòng điện chỉ có hơn 100 thôi. Bình thường của nó là 250. Hết maximum là 250 và mình sẽ kéo 3 ly 2 với dòng điện 100 ly ha. Và mình sẽ test tên sắt dày với độ dày 5 ly. Với chiếc máy này thì mình chuyên đổ hàn 3 ly 2. Mình đang kéo sắt rất là dày. Chú đứng bên này chú quay cả máy luôn đấy chú ạ. Khá là ngọt ngào nhé mọi người. Máy rất là êm. Thủ tục là
Hoa Bali 2 thì nó rất là ngọt ngào rồi ạ. Đây mình kiểm tra mũi hàn Bali 2 nhá. Mình kiểm tra mũi hàn Bali 2 anh em xem này. Anh em thấy ạ, máy độ ngấu rất là ghê gớm luôn. Anh em đi làm công trình thì ok nhá. Nó là chuyên đũa hàn Bali 2. Đấy, chuyên đũa hàn là Bali 2 nhá. Máy hàn rất là sáng luôn, cực kỳ sáng bóng luôn. Với sắt dài như vậy là trên là 5 ly nhá anh em. Là dày 4 ly, trên sắt dày 5 ly nhá. Đây là những đũa hàn 4 ly nha. Test đũa hàn 4 ly nhá. Máy này là chuyên chuyên công trình. Tức là chuyên đi công trình cho anh em. Với những cái máy mini, với những cái máy mà sử dụng điện 2 pha và 3 pha đều được thì hãy lựa chọn máy Magatest. Tức là máy gọn mà đi công trình thì hãy những quê lớn thì hãy sử dụng những cái máy này. Đây là mình để đũa hàn 4 ly nhá. Mọi người thấy ạ, đũa 4 ly bỏ vô phát là ăn liền, rất là khỏe luôn. Thấy không ạ? Đũa 4 ly mà mình đang để là 180 thôi, là mình chưa để hết maximum, là mình chưa để đâu. Đấy. Đây là đang test đũa 4 ly này. Bốn ly đúng quá là ngọt ngào. Hay bây mình đi những cái con máy cực kỳ to, cực kỳ nặng thì mình hãy lựa chọn những cái máy nhỏ, nhưng mà cái hiệu suất làm việc của máy nó cao, nó sẽ đạt được những cái hiệu quả làm việc cho mình rất là nhiều so với mang những cái máy to đùng đi. Mọi người thấy là mình kéo que 4 ly nó rất là ngọt. Nó không hề bị ngắt quãng. Bởi vì đây là một cái giải pháp, một cái giải pháp cực kỳ là thông minh để cho anh em làm công trình. Anh em nào mà chuyên 3 ly 2, chuyên 4 ly mà tìm một cái máy gọn nhỏ với trọng lượng 4,8 kg, hãy liên hệ với mình. Đây là một cái máy hàn, một cái giải pháp tối ưu cho anh em đi làm công trình 3 ly 2, 4 ly chuyên nghiệp. Máy nhỏ nhưng mà phải có vỏ. Đây 4 ly mình kiểm tra mũi hàn cho anh em xem này. Đây là đũa hàn 4 ly mà mình đã hàn cho thật dày này. Hàn kéo nhá, không hề bị ngắt quãng nhá mọi người. Và mọi người thấy là hồ quang thì nó ăn rất là nhanh rồi. Đó là 4 ly. Đấy, bên này là 3 ly 2 và bên này là 4 ly. Mọi người thấy ạ, với cái chiếc máy này thì phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Thật sự là Magatest là hàng của nội địa, hàng của Đài Loan. Và nó là xuất những cái nước châu Âu, cho nên là dòng da của nó rất chuẩn. Để mà làm công trình thì nên lựa chọn máy Magatest này ha. Đây, thì anh em cũng thấy rằng là máy đi kèm là nó có những cái phụ kiện đi kèm. Là máy chỉ có là dây hàn, là dây xịn nhá, 3m và 2m. Tức là có kẹp mát, kẹp hàn đi kèm là nguyên bộ như thế này. Đó. Và trong cái chương trình hôm nay mình có tặng kèm. Thứ nhất là anh em có thể 3 món quà, 1, 2 và 3 món ạ. 3 món ạ. Đây là kìm hàn cán gỗ 600A, trị giá 100.000. Anh em có thể lựa chọn kìm hàn cán gỗ ha. Còn bên này là kính hàn điện tử, trị giá 120.000. Còn đây là hai ke gốc nam châm, mình sẽ có tặng kèm trong cái clip này, trị giá 70.000. Từ trong 1, 2, 3, anh em có thể lựa chọn một trong 3 sản phẩm. Chỉ có lựa chọn một sản phẩm thôi nhá. Và giá máy hàn Magatest này
Hiện tại mình đang bán giá chỉ có là 2.300.000. 2.300.000 là giá mình đã bao gồm phí ship, miễn phí ship và tặng quà, 3 phần quà. Anh em chỉ chọn một trong một phần quà nha, chứ không phải là 3 phần ạ. Ok anh em nhá. Máy được bảo hành sản phẩm lên đến là 18 tháng bảo hành. 18 tháng bảo hành của thương hiệu Magatest và được đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Nếu máy lỗi hay là máy không đủ tiêu chuẩn để anh em làm việc, anh em có thể đổi hoặc là lấy tiền lại hoặc là đổi trả các cái sản phẩm khác nhá. Và được bao ship phí vận chuyển toàn quốc. Bao ship phí vận chuyển toàn quốc, kiểm tra hàng, thanh toán tiền tại nhà. Một trong những cái máy hàng nội địa của Đài Loan này á là máy Hàn thương hiệu Magatest này, phải nói là tuyệt vời. Thật sự là rất tuyệt vời. À, cho nên là mình là trong những nhà phân phối bán máy Hàn chuyên nghiệp và uy tín trên hàng đầu. Anh em thấy là hàng hóa thì anh em thấy là là đều là như vậy là gọi là ship toàn quốc. Ấy, hàng hóa đi của mình quá trời luôn, máy rửa, máy nén khí, rồi là máy mài, rồi máy hàn, nói chung rất nhiều. Đó, thì anh em thấy là sự uy tín của mình mà dành cho anh em là rất là uy tín luôn. Không bao giờ là mình là như vậy là làm việc và là như vậy là không có uy tín gì hết. Cho so với những cái đơn vị khác là nhiều người người ta là bán lừa bán lọc, nhưng với mình là sự uy tín đứng lên hàng đầu. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu những cái sản phẩm máy hàn Magatest ấy, ba giá đích 7250D này để làm công trình cái dịp cuối năm này, thì hãy liên hệ hai số hotline trên màn hình 0356617777, 0387598888 hoặc là qua Zalo để mình tư vấn cũng như gọi điện trực tiếp. Dòng máy giá đích 7250 ba bo là làm công trình chuyên nghiệp 3 ly 2 và 4 ly, sử dụng điện 1 pha và 3 pha đều sử dụng được ha. Rất là phù hợp với anh em đi công trình mà làm nhiều, anh em nhặt xuống làm nhiều, mua những cái máy này tuyệt vời, giá hấp dẫn cũng như là kèm theo quà tặng và bao ship toàn quốc. Nếu anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại, và anh em nào có ý kiến hãy comment ở bên dưới để cho mình có những review sản phẩm mới hoàn thiện hơn. Và bây giờ thì mình xin chào và gặp lại anh em những cái clip lần sau. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái clip mà mình sẽ up lên hàng ngày. Và bây giờ thì xin chào và kết thúc ở đây ạ.